đi cứ xin giả nợ chồng tớ mà giả hết đời tớ cũng chẳng giả hết nợ. Thế là thôi tớ bảo việc nào tớ đấy, tớ không giả nợ chồng nữa, tớ thà tớ để cái tiền để tớ mua bảo hiểm. Thì sau này ông có vấn đề gì thì mình cũng không phá sản, chứ nếu mà ông có vấn đề gì là mình phá sản. Đấy, thế cho tớ bảo là bây giờ nhá, bảo vệ cho ông như ông bây giờ ông vay ngân hàng bao nhiêu thì tớ phải vay, tớ phải mua bảo hiểm bằng giá trị ông vay ngân hàng. Đấy, nó là như thế. Cho là cái thứ nhất là tớ mua cái giá trị của ông ấy bằng giá trị vay của ngân hàng là một. Cái thứ hai là tớ ưu tiên cái thẻ y tế. Cả nhà tớ có thẻ, một mình tớ không thẻ, bạn thấy tuyệt thòi không? Nhưng bạn còn may mắn là bạn may mắn rất nhiều, bạn còn có cái thẻ bây giờ bảo vệ hết đời bạn chẳng phải lo nữa. Nhưng tớ từng có thẻ đâu. Thế giờ nhá, ốm đau một cái thôi giờ bạn bảo nhá. Cái lúc ốm đau ngày bạn thì bạn không biết nhà tớ. Khi mà tớ ốm đau có 30 mấy triệu thôi. Tớ bảo chồng tớ chuyển tớ 30 mấy triệu đồng mà để chữa bệnh. Chồng tớ không có chuyển đâu. Chồng tớ bảo là chồng tớ bảo là có chữa được không hay để tớ nuôi con. Thế mình bảo bây giờ nhá. Nhưng bây giờ nếu mà tớ mà cũng kiểu như mình nghĩ mình bạc, mình không mua bảo vệ ông ấy, không bảo vệ thì con mình gánh. Đúng không? Đúng rồi. Thế cho là vì sao tớ nhiều người cứ bảo như bây giờ đã thế thì mua cho nó nằm néo gì thế nọ kia, nhưng tớ nói chứ bây giờ con ông ấy cho con ai, bây giờ con mình cả, nếu như giờ con mình mà ông có vấn đề gì con mình chẳng phải gánh à? Đúng rồi. Thế cho là vì sao tớ mới mua nhiều như thế. Thế là bây giờ tỷ bảo là tớ liều, nhưng mà bây giờ liều mới chấp nhận, bởi vì chẳng biết làm cách nào cả bây giờ. Nếu thế là cái thế là tớ thì tớ đang chạy cái mức thấp nhất, chạy mức thấp nhất để lấy cái thẻ y tế và lấy cái thẻ y tế chuyển sang để cho nó an toàn nhất, thẻ y tế cho hai bé. Nói thật là tớ cũng áy náy với việc mà nếu mà chuyển cái thẻ của anh sang ấy, thời điểm này thì là an toàn, chuyển sang an toàn, nhưng nó lại bị phí rơi, cái phí của bà anh nó rơi nhiều quá. Mà chạy bây giờ nếu như mà đến tháng 5 thì tớ lại cũng hơi lo, thực sự tớ lo. Bởi vì tháng 5 thì nếu như chuyển thì nó rủi ro, nó rủi ro mà một phát mà xảy ra vấn đề gì. Cái nhất là chuyển về thẻ cũ thì thẻ cũ nó đã hết hiệu lực rồi. Đúng rồi. Đấy, thế cho nó rất rủi ro. Thế cho là tớ rất là anh.